Giới thiệu với mọi người là chiếc đồng hồ chống nước 50m hay 100m thì chúng ta có thể đeo đi mưa rửa tay hay là thậm chí là tắm vòi hoa sen được. Thì hôm nay em sẽ thử luôn trực tiếp ở tại đây để quý vị thấy được là cái chiếc đồng hồ chúng ta có thật sự là nó chống nước hay không nhé. Kiểm tra lại cái núm một lần nữa để đóng nó vào và em sẽ thả vào đây. Đây, em sẽ thả vào đây và để ở đây nhé. Để cái con đồng hồ này đây để review một chiếc đồng hồ khác. Thì nếu mà nó có bị vào nước là ngày mai nó sẽ không có nó chạy được nữa. Đúng ạ. Ngày mai thì chắc chắn là chiếc đồng hồ này sẽ không chạy được nữa nhé quý vị nhé. Đó. Mình chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của em Quyết Nguyễn Japan, kênh chia sẻ giao lưu đồng hồ chính hãng mà em Quyết săn sale tại Nhật rồi về Việt Nam giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Xin giới thiệu với quý cô chú anh chị lần đầu tiên đến với kênh của em Quyết Nguyễn Japan và em tên là Quyết. Hiện tại em đang sống và làm việc ở tại Nhật Bản. Em ở bên này thì cũng 5-6 năm rồi và có đi mua hộ giao lưu cùng quý vị những chiếc đồng hồ chính hãng tại Nhật này gửi về. Thì đến năm nay em làm khoảng độ là trên dưới 3 năm rồi. Đấy. Thì hôm nay em Quyết ở đây thì có lên video mấy chiếc, hai chiếc đồng hồ của nhà Orion giới thiệu cùng quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị đến với kênh của em Quyết Nguyễn Japan thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm 100% tại Nhật. Em Quyết lấy trực tiếp và kiểm tra kỹ càng từng chiếc đồng hồ về để giới thiệu cùng quý anh chị và cũng như là gửi về giúp quý anh chị. Để anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Đó. Hôm nay ở đây thì em có hai chiếc Orion và em sẽ lên tay để giới thiệu quý cô chú anh chị. Thực ra thì những cái chiếc đồng hồ này em cũng đã lên tay rất là nhiều cùng quý vị rồi, nhưng hôm nay sẽ lên tay ở nhà, sẽ lên tay chi tiết cùng quý vị. Chiếc này thì vừa hôm video lần trước em có lên tay và có thử với độ nước rồi đó, thì tí em xem là nó còn chạy không. Đấy, thì còn hôm nay sẽ lên tay cùng quý vị chiếc cũng là chiếc Orion, cũng dòng tựa như vậy. Đây. Bàn này thì nó sẽ có một cái chiếc để mi màu vàng, các bác sẽ có một chiếc đều đồng hồ để mi màu vàng nhé. Và hai chiếc này thì cụ thể thì size kích thước của nó cũng giống như nhau thôi. Đấy. Hôm nay ở nhà em sẽ lên kỹ và giới thiệu cùng quý vị. Cái này thì em đã lên tay ở tại cửa hàng ở bên Nhật, ở Nhật rồi, trên nào có ra rồi. Quý vị đợi em một chút đấy, em sẽ đeo găng tay vào cho nó đỡ mồ hôi tay. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ mang cái mã của chiếc bạn này sẽ là RN-AX0002S các bác nhé. Và giá bán niêm yết của hãng là 42.900 yên đã bao gồm thuế. Thì nhưng mà thuế này là thuế ở Nhật và chưa có thuế phí gửi từ bên Nhật về Việt Nam quý vị nhé. Đấy, thì nếu bạn này đúng giá thị trường một thời điểm nó mới ra mắt thì các bác sẽ phải bỏ ra bạn này đâu đấy trên dưới 9 triệu đến trên 10 triệu. Thậm chí là hơn để sở hữu một chiếc đồng hồ như thế này. Nhưng tuy nhiên bây giờ em Quyết đang có giá rất là tốt cho quý anh chị. Đấy, thì tí em sẽ báo giá cho quý anh chị nhé. Và giá trên thị trường như các bạn này đâu đấy nó vẫn rơi khoảng độ trên dưới 7 triệu. Như bạn màu trắng này đã rơi khoảng 6.8 này. Em tham khảo đồng hồ ở bên thị trường bên Việt Nam thì nó đã rơi khoảng như thế rồi. Đấy. Còn như chiếc này thì nó chắc chắn nó phải hơn, bởi vì chiếc này ngay cả bên Nhật thì nó có giá hơn cái chiếc màu trắng kia, màu trắng này một chút. Đó. Rồi, ở đây các bác sẽ có một chiếc đồng hồ của mang thương hiệu Orion, rất nổi tiếng của Nhật đúng không ạ? Orion là một thương hiệu, cũng là một thương hiệu lớn của Nhật và ra đời cách đây rất là lâu rồi, nó cũng quẩy hàng thế kỷ rồi. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Orion với bản đồ địa Made in Japan và có cái mã như em vừa đọc cho quý vị rồi. Ở đây thì đằng sau chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản của hãng nữa, như là máy cơ automatic này, có hỗ trợ lấy con tay, có dư kim dây, neon C có nghĩa là Made in Japan quý chị nhé. Đó. Thì em sẽ thử lên cái con tay cho quý anh chị xem, nghe thử cái con tay của nó nhé. Đúng ạ, thì đây là chính là chế độ lên con tay. Thì nếu mà hàng ngày mà quý vị mà có không đeo thì chúng ta mỗi một buổi sáng dậy thì hoặc là một ngày trong một ngày chúng ta cứ vặn bạn này, vặn cót khoảng độ
hai ba chục vòng giúp em, thì nó sẽ để cho chiếc đồng hồ chúng ta nó sẽ hoạt động. Thì nên để cho đồng hồ nó hoạt động liên tục quý nhỉ nhá, thì là để cho nó đỡ khô dầu ở trong 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 máy, nó đỡ khô dầu và để cho trong đồng hồ chúng ta nó hoạt động trơn tru hơn. Bạn này thì có đầy đủ chức năng Hacking Stop, dừng kim giây, khi các bác rút nút chỉnh giờ thì các bác chỉnh giờ nó khớp lấy từng giây. Và chúng ta lưu ý chỉnh giờ thì chúng ta sẽ phải quay theo chiều kim đồng hồ nhé, nhé. Tức là quay cái kim giờ phút này nó chạy theo 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 cái chiều kim đồng hồ thì chúng ta không không nên chỉnh giờ quay ngược lại nhé quý vị nhé. Đấy. Ở đây thì như bạn này chúng ta có một thiết kế cũng cực kỳ là đơn giản và đẹp đúng không ạ? Nó rất rất đẹp đấy. Và cái mẫu này thì nói thật với các bác thì rất là nhiều các bác thích, mà mẫu này cũng là trong thời gian qua cả mẫu màu đề mi vàng này và mẫu màu trắng kia em giao lưu với các bác rất là nhiều đó. Trên này chúng ta sẽ có cái ô lịch ngày ở phía ô lịch thứ ở phía góc 12 giờ, chúng ta sẽ ô lịch ngày ở phía góc 7 giờ với cái nền trắng chữ đen. Toàn bộ phần kim cọc cũng như là phần niềng chúng ta sẽ được mạ PVD màu vàng nha các bác nhé, PVD màu vàng, và kim cọc chúng ta sẽ là kim hình lưỡi kiếm mạ PVD màu vàng rất là đẹp đúng không ạ? Ở mặt chúng ta sẽ là có một màu vàng chanh, có chảy tia ở đây. Quý vị có thể thấy là nó chảy tia cũng rất là hút mắt đúng không ạ? Chúng ta sẽ có logo hình hai con sư tử và chữ Orient Automatic ở phía góc 12 giờ. Chữ hai con sư tử chúng ta cũng được mạ PVD và nó có một cái chất mạ cũng như là cái chất độ hoàn thiện của nó rất là đẹp đúng không ạ? Phía góc 12 giờ kia chữ Orient Automatic. Các bác sẽ có kim cọc là kim cọc la mã và cọc vạch đan xen lẫn với nhau. Chúng ta sẽ có kim cọc la mã ở phía dưới 12 giờ, phía 3 giờ, phía 6 giờ và phía 9 giờ. Đó. Ở ngoài thì chúng ta sẽ được kẻ cái vành Arturin đánh cái vạch ở đây rất là chi tiết quý vị nhé. Đó. Rồi phần niềng của chúng ta sẽ được mạ PVD màu vàng này. Thế còn giờ phần kè càng chúng ta sẽ được hoàn thiện với phay xước, phay bóng ở trên này đánh lẫn lan xe với nhau. Cái logo hình hai con sư tử ở phía góc phía núm này, logo hình hai con sư tử này đúng với chúng ta có khứa răng cưa và để cho đây chúng ta dễ thao tác khi chúng ta chỉnh giờ đó. Các bác sẽ có một bộ dây 7 chỉ với 4 chỉ được hoàn thiện với phay xước và 3 chỉ được mạ PVD màu vàng trên này. Bạn này thì còn nguyên si ri lông quý vị nhé, đây này. Nguyên si ri lông đây thì là chỉ dây chúng ta ở đây, cái phần bóng phần xước của nó người ta làm hoàn thiện là rất là đẹp nhé. Đó. Mạ PVD màu vàng. Đây chúng ta sẽ có một cái thẻ automatic rồi thì là Made in Japan đây. Khóa thì các bác sẽ có khóa gập hai bên như thế này và không có logo mấy chị nhé, thường có gập hai bên này không có logo kể cả của nhà Seiko cũng vậy. Đây mà chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản dưới này, như là chúng ta sẽ có là chống nước của nó là 13 tương đương 100 nước này, thép không gỉ đúng không ạ, Epson công ty mẹ của nhà Citizen, ODN và chữ Made Japan quý chị nhé, đồng hồ Nhật nội địa. Và này sẽ có cỗ máy là F6E2, bên này là số serial number. Ở trong quả văng của chúng ta thì các bác có thể thấy là cỗ máy này họ hoàn thiện cũng đánh vân đánh thớ rồi thì có những cái họa tiết chi tiết ở trên bộ máy nó cũng rất là bắt mắt đúng không ạ? Chân độ những độ chân kính của chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trong kia cái màu tím và cái vân thớ hình logo hai con sư tử cũng như là có những cái thông tin ở của bộ máy hoặc có kia thông tin thêm chúng ta ở trên cái cỗ máy này nữa. Đó. Với cỗ máy này chúng ta hoàn toàn có tất cả chức năng như dừng kim giây này, hỗ trợ lên gót tay và lên gót tự động với chị nhé. Đấy. Ở đây là bản đồ điểm in Japan, chiếc đồng hồ rất là đẹp và hiện tại giá thị trường bây giờ thì nó đâu đấy khoảng độ trên dưới 7 triệu, 8 triệu gì đấy. Với bạn này nhé quý chị nhé. Thế còn cái bạn màu trắng này này, bạn màu trắng này thì sẽ là bây giờ sẽ giá đâu đấy khoảng 6 triệu mấy 7 triệu đối với bạn màu trắng này này. Đấy. Thế còn bạn màu vàng này thì bây giờ đang hiện tại đang có giá hơn một chút.
Đó. Xa kích thước của bạn màu vàng này thì với bạn màu trắng kia thì cũng như nhau thôi. Em cũng đã đo xa kích thước của bạn này cho quý vị tham khảo ở trên tại cửa hàng rồi. Ở đây thì em sẽ đo lại để quý vị nào chưa xem cái chiếc đồng hồ đấy, một cái video đấy thì quý vị có thể xem tham khảo. Ở đây em đo được ở đây là size là mặt là 40.6 mm. Thì nó có 40. Độ dày của bạn này là 12.3. Phần cà lóc tô lắp của bạn này là 46.7. Thì bạn này sẽ phù hợp với đại đa số tất cả cổ tay của anh em chúng ta thôi. Từ cổ tay nhỏ, cổ tay trung bình trở lên. Thì cổ tay khoảng 15, 16, 17, 18 thì các bác đeo chiếc này sẽ rất là đẹp. Đúng không ạ? Nó có một cái thiết kế đơn giản và dễ lên tay. Cơ bản là rất rất sang trọng với cái bộ mặt màu vàng chảy tia này. Với lại là cái niềng này, dây này, núm này, mạng PVD màu vàng đeo tay nó cũng cực kỳ là sang trọng với bác nào mà cũng là hợp với cái màu ấy nữa, hợp với cái màu vàng nữa. Đấy. Hợp màu, hợp mệnh với cái màu vàng và thích cái màu vàng nhé. Thì có những bác lại thích cái màu vàng lại chỉ thích nó để mi một chút này thôi, nó có tí trắng tí vàng thì lên tay nhìn nó sẽ ý của bác là thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Là có những bác thì lại thích cả một chiếc đồng hồ cả một cái màu vàng. Đấy, lên tay đeo nó như một chiếc lắc vàng trên tay. Đấy, sở thích thì mỗi người mỗi khác nhau. Đó. Và chúng ta sẽ có cô máy F62 ở đây thì là F6E2 quý vị nhé, nó chạy cũng rất là mượt mà đây. Cái kim dây các bác có thể thấy được đây thì nó với cô máy này nó sẽ đã tương đương với cô máy khoảng 4R của nhà Seiko quý vị nhé. Đấy, cô máy cái này thì nó tương đương với cô máy khoảng 4R của nhà Seiko, nó rất là bền bỉ. Trên chiếc Orion này và cái cô máy này thì cũng được người dùng đánh giá nó có cái độ chính xác cao cũng như là cái độ bền bỉ rất là tốt quý vị nhé. Đồng hồ của Nhật này thì quý vị hoàn toàn yên tâm thì những cái chiếc đồng hồ chính hãng bị sử dụng 100% luôn ạ. Đó. Thì cũng như video trước em có ngâm cái bạn Orion màu trắng này ở trong nước ấy. Thì để thử cái độ nước của nó em cũng đã ngâm đâu đấy khoảng độ gần 10 phút đấy. Đấy thì là để xem nó chịu nước như thế nào. Và đến ngày hôm nay ở đây thì chiếc đồng hồ chúng ta nó vẫn hoàn toàn chạy bình thường nhé quý vị nhé. Đây. Em lấy có tay thử vài vòng cho bạn này thì nó vẫn chạy bình thường, không có cái vấn đề gì xảy ra. Trong trường hợp nếu như chiếc đồng hồ chúng ta thử mà nó bị vào nước thì các bác chỉ cần để vài tiếng sau là nó đã bị vào nước rồi, là chỉ để một chút thời gian sau là nó đã ấy rồi, là nó đã dừng chạy được chúng ta rồi. Đây chiếc này thì hiện tại đến hôm nay em lên video về chiếc này nó đã sang là ngày thứ hai rồi. Đó. Đó, kim của chúng ta cũng đang chạy rất là mượt mà nhé. Chúng ta sẽ có một bộ kim ba kim màu xanh ở trên này. Đấy, khi mà chúng ta đưa qua cái ánh sáng này thì mỗi một nơi, mỗi một chiều ánh sáng nó sẽ cho chúng ta những cái màu nó rất là đẹp nha quý vị nhé. Màu xanh đấy, điểm nhấn rất là đẹp trên chiếc đồng hồ mặt màu trắng này. Và tất nhiên chiếc này chúng ta cũng sẽ có chạy tia nhẹ trên này quý vị nhé. Đây, chạy tia nhẹ. Và chúng ta sẽ có chữ cũng Orion Automatic ở phía góc 12 giờ và chúng y như bạn kia thôi. Thiết kế với phân lịch thứ ở phía góc 12 giờ và định ảnh phía góc 3 giờ này đây. Chứ Japan ở phía góc 6 giờ này là hàng nội địa in Japan quý vị nhé. Hai chiếc này là đều hàng nội địa cả. Đó. Thì đây em quyết đang có một chiếc trắng và một chiếc màu vàng đây. Cả hai chiếc này thì em báo giá luôn quý vị là chiếc màu trắng, màu demi màu vàng này. Em đang có giá giao lưu với quý vị là 5 triệu 800 nghìn đồng. Thì còn chiếc bạn màu mặt màu trắng này thì đang có giá là 5 triệu 200 nghìn đồng. Nó chênh nhau một chút. Đó. Thì về cơ bản về hai chiếc này thì với size kích thước cũng như là cỗ máy của nó cũng giống như nhau thôi, nó không có gì khác nhau cả. Thì quý vị nào thích đơn giản mà màu trắng tinh khôi thì có thể chọn bạn màu trắng này. Thì còn các bác nào thích demi mà nhìn nó có một chút demi màu vàng nó nổi trên tay một chút thì có thể là chọn màu vàng này. Đấy, sở thích thì mỗi người cũng khác nhau. Về cơ bản thì hai chiếc chất lượng như nhau và độ đẹp của nó thì mỗi con sẽ có mỗi vẻ đẹp riêng. Đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ cho kênh của em Quyết Nguyễn Japan. Chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc và đạt được nhiều những thành công trong cuộc sống. Và quý vị đừng quên để lại những ý kiến bình luận của quý vị ở dưới video. Quý vị thấy hai mẫu loại này như thế nào? Đó. Và quý vị nào mới đến xem ủng hộ cho kênh của em Quyết Japan thì anh chị đăng ký kênh
nhấn nút chuông thông báo để ủng hộ kênh cho em, cũng như là nhận được những video mới nhất em cứ đăng lên, thì có thể những cái chiếc đồng hồ em đăng lên sẽ phù hợp với sở thích của quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.